chồng nó chạy cùng. Nhà tao còn giáo phải phơi chua ơi, nó chạy cùng. Nói đi quá tội bảo là không không non thì không nói, không nói đã thấy ngủ đi. Cũng xin ra đồng không đồng. Ai? Chồng. Thì giờ ra tôi nhẹ vợ ta cứ nói thức thế cho em rồi. Bây giờ à, đúng đoạn bà chụp đấy, chẳng may có bà chụp cho nhà ăn đấy đấy, ông ấy đánh nhớ được cái đoạn đấy là dụng nhiều người chỗ chạc ba đấy. Không, không có chạc ba đấy là không nhớ. Bây giờ à, chẳng có cái chạc ba đấy đấy tại chân đấy. Nhưng mà nhà tao ở dưới trên này đấy. Cái năm ngoái nó cầm mà lâu lâu không ra thăm ruộng. Mà cái này có bần chụp ấy. Quên ruộng nó phải không đúng, không đến không nhìn nhà bên này sao nhà mình thì chắc quên. Cỏ nó lên nó tốt như thế này này. Nhà tao không mà tao để cỏ tốt như thế này. Không nhà tao mà chỉ sướng cái đời. Cỏ là cỏ bò chục mà người ta nó rốt thằng loạt lên đấy. Tao toàn bơm cỏ dài ra chết ngóm đầm cái khoai nhà tao là cứ. Nhà tao cứ là tao cũng thế, vừa mới cắt tin ruộng tao cấy đạo thế là tao làm bơm cực chứng. Làm gần ra toàn làm nhà này có một cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.